Tụi mày có ngon, tụi mày lên đây cho tao coi mặt coi. Có phải 20 năm về trước tụi mày lôi tao không? Hai đứa mày nhấn chìm tao và cái khách tao. Mối hận này tao sẽ trả thù hai đứa mày. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của Hiệp. Hiện tại Hiệp đang có mặt tại một khu rừng bỏ hoang và nơi này có nhiều ma da xuất hiện các bạn. Thì như cách này khoảng cỡ 4-5 ngày trước, mình có đến với người cậu bà con ở chung xóm của mình. Thì mình có rủ chú ấy đi săn ma da cùng với mình. Bởi vì mình thấy chú ấy có cái chài mà để chài cá đó các bạn. Rồi hôm đó hai anh em mình đi vô đây mình chài cá. Cá thì nó không có dính nhiều các bạn. Lý do là trước kia ở đây cá nhiều lắm, nhưng mà sau này bị mấy con ma da nó vô đây nó bắt cá nó ăn hết rồi. Thành ra hai anh em mình bắt được có mấy con tép à. Rồi hai anh em mình mới bài đồ ra cúng tại vị trí này. Rồi canh ma da nó lên, rồi hai anh em mình chài. Tuy nhiên hôm đó hai anh em mình chài dính các bạn. Nhưng mà có một con ma da nó ở phía đằng kia, nó tấn công người bạn đồng hành của mình. Thành ra hôm đó hai anh em mình chài bắt không được nó và bỏ cái chài tại vị trí này luôn. Rồi hai anh em mình mới chạy về nhà. Rồi hôm sau á, chú ấy mới đến đây để lấy chiếc chài về các bạn. Thì tại vị trí này hôm nay mình muốn quay trở lại đây để tìm ma da và mình phiên họ thôi các bạn. Thì tí nữa mình sẽ đi vào cái khu rừng bỏ hoang này mình khám phá về tâm linh. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Các bạn nào chưa chia sẻ thì nhớ chia sẻ video giúp mình ha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình tại vị trí này nè các bạn. Hôm đó hai anh em mình chạy đây nè, người bạn của mình á chạy dính ma da ngay chốc chỗ này luôn á. Chỗ này đang cây con nè, nhưng mà tuy nhiên là có một con ma da nó tấn công ở phía sau, nó tấn công lên các bạn. Thành ra hai anh em mình chạy về. Hôm nay mình đi vô đây á, giờ này nước gồng các bạn. Hồi hôm mình có ra cái khu rừng này nè, nhưng mà nước nhiều quá mình không có tìm ma da được. Nước mà nó lên tới đây ngập lên cỡ nửa mét luôn các bạn. Mình sợ kiểu như mình đi ban đêm á, rồi nó bò ở dưới cái ao này nè. Nó bò lên rồi bắt đầu nó tấn công mình. Rồi mình đi có mình rồi bắt đầu nguy hiểm cho mình nữa. Nhạc đâu rồi trời, có vẻ hôm nay xứ mình kia có đám cưới hay đám giỗ gì đó các bạn. Thành ra họ dắt chiều họ chơi, thường thường dắt chiều chơi là đám giỗ không à. Cái rừng này cách này khoảng cỡ nửa tháng mình không có vô mà quá trời quá đất. Nhờ cái bà con có thả bò vô đó các bạn, mình có thấy chừng bò nè, vô cái nó đi mấy nhánh cây nó dẹt ra hay là nó gãy. Thành ra ở đây nó có một cái lối mòn đi không thấy là thua luôn các bạn. Còn mình đi ra ngoài này là mình phải mang ủng luôn. Còn nếu mà mình đi chân không thì nó trơn trượt, rồi nếu mà mình mang dài thì nhà bata bình thường thì nó dính khổ đi luôn các bạn. Trời ơi,
tới một chuyện luôn. Cái gừng quá trời mình phải bò luôn các bạn, khum xuống luôn. Để coi cái bữa đó hai anh em mình tràn chỗ nào mà gặp nó đậu ở dưới cái đống kêu bằng rau muống đó các bạn. Nó nhịp lên nhịp xuống luôn. Ôi ôi quá trời. Tao thua luôn, u ám quá. Ôi trời, ông các bạn ơi. Rồi. Nó mới quất mình dứt ngay chỗ này luôn. Ôi ôi, không biết ông gì nữa. Chà, cái bộ hơi phê à. Chắc ông giờ vẽ nhưng mà nó có con các bạn. Trời trời, nó thêm rắn rít nó bò ngay rột rột đây nữa. Lúc này ở miền Tây á, thứ nhất là ở gần cặp mé sông đó các bạn. Mùa nước nổi, nước lớn lên á. Kiểu như mùa gió chướng rồi bắt đầu nước nó ngập dữ lắm luôn, ngập luôn. Rồi rắn rít á, nó thường xuyên bò lên mấy cái gừng cao cao như thế này nè các bạn. Nó trú ngụ. Có hỏi mình đi phía gần bên kia cơ. Mà lúc đó là mình đi công việc thôi chứ không phải là đi ghi hình. Mình gặp con rắn rất là to luôn các bạn. Rắn đó nó khoảng cỡ cùm tay chỗ mình vậy nè. Mà nó đang mung à. Nó thấy mình chứ. Mình cũng hết hồn mà nó cũng hết hồn luôn các bạn. Nó chạy một cái rét vô trong lùm mất tiêu. Có những người họ dạng á, họ gặp rắn là họ bay họ chụp các bạn. Họ chụp vào cái đu luôn mới ghê chứ. Thứ nhất là anh xui của mình á, ảnh đang chạy xe trên đường ha. Đặt thí dụ anh thấy con rắn là anh ngừng xe lại liền, buông xe luôn á, bỏ xe bay xuống chụp cái đu liền, quay. Gặp mình là không bao giờ dám luôn các bạn. Quá trời mô luôn. Bữa đó hai anh em mình phát hiện nó ở trong cái ao này nè các bạn. Nhưng mà hôm nay đi vô cảm thấy chưa thấy. Bây giờ mình tiến hành đi xuống mái sông nha cả nhà. Nhiều khi nước ròng nó bò ra ngoài sông rồi. Mũi nữa. Giờ này chuẩn bị chiều sập xuống đó, đó các bạn. Thành ra mũi nó kêu dê dê luôn. Ở đây nếu mà bạn đi mình ra ngoài này mình trải nghiệm á, nếu không có sử dụng thuốc súp veo mà để mình tho vô là mũi nó chích te tu luôn các bạn. Đó cả nhà thấy không? Đi là phải bò vậy nè. Hôm nay lần tan ta. Không thấy nó các bạn. Chắc có lẽ nó ra ngoài ngã ba sông rồi các bạn. Dưới thường thường nó xuất hiện ở chỗ này nè. Đây vị trí bên đó đó các bạn. Hôm nay không thấy nó.
Cái cây mùn lúc này nó ra bông rồi các bạn. Nó ra bông rồi, nó rớt hột xuống, nó lên một cái khủng khiếp luôn. Bông nó mình cảm thấy nó cũng nở ra mới đẹp ha. Còn lúc nó chưa nở ra nó giống như bông huệ. Vị trí này nè cả nhà. Tuy nhiên hôm nay không thấy nó ta. Ở đây ngày xưa nổi tiếng về ma các bạn, ma dữ lắm, ma luôn. Nhưng mà bây giờ vẫn có ma là lý do ở đây nó hoang vu, nó hẻo lánh quá trời luôn. Nó cả nhà thấy không, mình đi vô trong cái phía rừng âm u gầm gạp này á là không thấy một bóng nhà luôn ha. Cậu đây coi nó, nhiều khi nó lại chỗ cái ống bọc đó các bạn. Nói gì ta, hay là nước chảy? À, nước chảy các bạn ơi, mình tính đâu gặp nó chứ. Đi vô trong này là phải cẩn thận các bạn. Ong dữ lắm ong luôn. Mà ong toàn là ong độc độc không mới ghê chứ. Để mình di chuyển qua phía bên đây coi có gặp được ma da hay không nha cả nhà. Trước kia mình nhớ đây có một tổ ong mật quỷ các bạn. Rồi rồi. Đó đó đó, cả nhà thấy không? Nó đang đu trong đó kìa các bạn. Nó quất mình yêu cầu chừng 3 vít thôi là nằm tại chỗ luôn các bạn. Hồi nãy mình bị một con ong nó chích, nó cũng khá là nhức, nhưng mà mình không biết ong hiền hay là ong dữ. Nhưng mà mình cảm thấy nó cũng hơi nhức nhức chứ không có nhức gì mấy các bạn. Nhảy ghê không? Trong này mình không nên đi vào các bạn. Rất là nguy hiểm. Bên kia có ổ ong mật nữa nhưng mà nó đi ra. Bỏ ổ rồi các bạn. Chắc có lẽ mấy người thợ bắt ong họ vô đây họ hốt rồi quá. À, đó. Quá đuối các bạn ơi. Không thấy ma da. Còn phía bên ngã ba sông này, nhưng mà giờ này nước lớn các bạn, mình không có thấy được chiếc thuyền Bát Nhã. Chiếc thuyền Bát Nhã nó nằm ngay ngã ba các bạn.
À, nó bên kia kìa các bạn. Bởi vậy mình biết lắm mà. Nó lậu dưới á. Chiếc thuyền bắt nhã là ngay con ma da hồi nãy lội lội các bạn. Đó có nhà thấy không? Hôm nay sao thấy có một con vậy ta? Thường thường là mình thấy hai con các bạn. Lên đây nè. Thử nhân đèn nè. Còn con kia đâu ta? Còn quán hồn ở dây kia đâu? Oh no. Nó kêu mình xuống dưới các bạn. Dưới làm gì? Trời ơi. Tôi là người đâu có đi xuống dưới được. Lên đây nè. Mình lên đây nè rồi tôi đốt nhang đèn rồi lấy bánh trái ra cho hưởng nè. Hả? Gió khủng khiếp. Đặt máy đây không biết có sao không. Rồi bên kia nhạt quá trời, không biết có dính bản quyền hay không các bạn. Dính bản quyền là ăn muối luôn á. Để mình đặt cái chắn cái góc máy lại sợ nó. Lên đây nè. Còn cái con ma da kia đâu? Đâu rồi? Ủa? Trời ơi. Đứng bên kia một lú cái mặt đang thừa lùi luôn mà mình không thấy các bạn. Lên nè. Nó có nhà thấy không? Lên. Nó ở nhà thấy cái lỗi không? Lên cái này nè, ta cúng cho ăn nè. Chứ ta đâu đi xuống dưới được. Đứng dưới lỡ có gì rồi sao? Ta đâu có biết vong hồn ma da của hai người thật hay giả. Khi dụ ta ở dưới là lâu ta làm sao? Bỏ mạng luôn sao? Lên nè. Chiếc thuyền bắt nhã hiện giờ nó đang nằm phía bên kia đang giữ cái gì? Phải các bạn ơi, hai con ma da này nó giữ chiếc thuyền bắt nhã này, nó không có đi đâu được hết trơn á. Thôi ta nói nghe nè, chiếc thuyền bát nhã đó nó cũng lâu đời rồi, nó có từ thời Pháp. Ông bà ngày xưa làm chiếc thuyền đó để đi sang sông để làm ăn và làm những công việc thuận lợi, phát tài may mắn. Rồi họ làm xong rồi họ cũng bỏ rồi. Mình ở đây mình làm vong linh rồi mình giữ chiếc thuyền nó để làm cái gì? Thôi lên đi. Lên nè. Thằng mày dao nó dòm dòm nó kiếm cái gì không biết. Cả nhà thấy không? Cái thằng này nó dòm dòm đây nè. Đó.
Lên đi. Thằng này nó có ý đồ gì đó các bạn. Nãy giờ nó gìn mình nãy giờ. Còn cái thằng này thì nó kêu lên nó không lên. No, 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 no. Để mình lội xuống mình quay cận cảnh. Con Maya họ lội kiểu sao ha? Ngất tiêu. No, 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 no. Là đây nè, ta cúng kiến cho ăn nè. Là đây nè. Là đây nè. Thì kêu bây giờ mình kêu họ lên hoài nhưng mà họ không chịu lên. Bây giờ mình sẽ lựa vị trí nào để mình cúng cho nó rồi nó lên nó hưởng các bạn. Vị trí nào thích hợp ta? Thì ok cả nhà. Mình thấy ngay vị trí đó nó sáng sủa. Bây giờ mình cúng ngay vị trí đó ha. Nhạc quá. Đây nè, ta cúng đây nè, gần hồi bò lên hưởng ha. Mình sực nhớ ra rồi các bạn. Cách nay khoảng cỡ 4-5 ngày trước. Bữa đó là mình tìm quỷ sư tổ. Rồi gặp cô gái. Cô gái đó là cô nói là đùng đùng nô trời. Cô nói 20 năm về trước cô bị ma da nó lôi. Để mình cúng xong rồi mình cầu hồn cô gái đó ra coi có ở đây hay không. Cô nói bữa nào chú đi tìm ma da. Cô nói là cổ cháu của bà mẹ Quan Âm. Cô nói chú bữa nào đi tìm ma da chú cầu tôi ra để tôi chứng kiến coi thật sự có phải là ma da nó lôi cổ cách nay khoảng cỡ 20 năm hay không các bạn. Này có mùi gì ta? Thường thường ở dưới mấy sông. Cái con này con kia nó tấp vô nó hôi dữ lắm các bạn. Quạt đồ ta. Khè mất luôn. Một quẹt đít bô không trái là xong luôn các bạn.
Đây nè, ta cúng đốt nhang đèn đây nè, hồ lên hưởng nè. Trời ơi. Sao hôm nay đốt đằng cày hoài không cháy ta? Làm gì vậy? Xin bánh hả? Ờ. À. Trời, mà ra biết bữa nay biết xin bánh nữa ta. Bữa nay có vẻ hiền hậu ha. Tốt. Nè. Đó. Rồi. Còn hai nhang luôn. Hết không hay luôn các bạn. Được rột nữa. Còn con kia đâu? Hử? Còn kia đâu? Nước không? Nè, nó ăn đi. Xin bánh các bạn.
Như hôm nay chú bắt ma da lại đây hay gì người ta ơi. Hôm nay tụi mày no rồi. Tụi mày có ngon, tụi mày lên đây cho tao coi mặt coi. Có phải 20 năm về trước tụi mày lôi tao không?
Hôm nay tao kêu ông bắt ma này bắt tụi mày hết luôn. Tao kêu mẹ Quan Âm tao lại phụ ổng bắt tụi mày luôn. Mày lôi xuồng của tao. Mày lôi xuồng của tao. Tao kêu mẹ Quan Âm bắt hai đứa mày. Hai đứa mày. Hai đứa mày nhấn chìm tao và cái khách tao. Mối hận này tao sẽ trả thù hai đứa mày. Hai đứa mày đợi đó đi. Một chút ông bắt ma lại, tao sẽ kêu ông bắt hai đứa mày. Hai đứa mày. Tao sẽ trả thù hai đứa mày. Tại hai đứa mày. Hai đứa mày lôi tao mà tới ngày hôm nay tao phải làm vong linh. Hai đứa mày mà không lôi tao thì ngày hôm nay tao đã có chồng có con hạnh phúc rồi. Hai đứa mày ác lắm. Tao sẽ kêu người bắt hai đứa mày. Hai đứa mày đợi đó đi. Hai đứa mày ác lắm. Hai đứa mày mà không lôi tao thì bây giờ tao đã được 40 mấy tuổi rồi. Tao đã hạnh phúc bên gia đình tao rồi. Hai đứa mày. À, chào cô nha. Chào chú. Ê. Thằng nào lôi cô? Ngày xưa cách nay 20 năm bữa hổm tôi nghe cô nói á. Thằng này phải không? Cái thằng này lôi tôi nè chú. Nó phải không? Này. Ác lắm chú. Này ngày xưa có vợ con không cô biết không? Tôi không biết. Nhưng mà nó ác lắm. Nay chú phải trả thù nó cho tôi. Kìa, nó chỉ gì kìa. Trời ơi. Tao không ăn. Bánh mà nó lấy cái tô mốt rồi nó bỏ vô. Cái dĩa mình cúng nó không ăn. Kỳ nữa, nè ăn đi. Ừ. Đó, ăn đi. Thôi hai mày đi về chùa theo cô gái này nghe kinh Phật ha. Để cho cô à. Tính lôi tao nữa hay gì? Mà giờ cô đã làm vong linh rồi, nó lôi cô cũng đâu có nhầm gì đâu. Vong linh là lôi đâu có được. Nó hồi xưa nó cái nghiệp nó nặng lắm á. Nó chắc có thể là nó dòng họ của nó kiểu như đời tổ tiên của nó là gây ra cái nghiệp nặng nề, thành ra sau này nó chết rồi nó bị ma gia lôi. Nhưng mà trước kia nó chết á là nó bị chết xong đó, rồi nó cũng bị ma gia lôi luôn. Tính bò đây lo tao nữa vậy. Thành ra bây giờ cái nghiệp nó phải ở đây nè. Nhưng mà nó còn ít. Nó còn một cái vấn đề là kiểu như ở dưới ngã ba sông này nó có một cái chiếc thuyền bắt nhã. Đó. Mà tôi không biết chiếc thuyền bắt nhã này á, nó có một cái mối liên quan như thế nào với hai con ma gia này. Chắc có thể là chiếc thuyền này có phải chắc có thể là của tổ tiên của nó. Phải không? Đâu kia ma gia kia lên đây. Ma gia kia lúc trước nói chuyện dữ lắm mà. Gì vậy?
kêu lên đây nè, giao tiếp chút xíu ơi. Rồi theo cô gái này đi về miếu bà trên núi nghe kinh Phật, cô chịu không? Cô chịu cho nó ở chung với cô không? Miếu bà không có chuối, am hồn của ma gia, cứ đưa tụi nó về cái am nào đi, đừng đem nó lên bà không, đừng đem nó lên mẹ không có chịu. Như vậy là mẹ không có chấp nhận về cái việc mà những vong hồn ma gia ở trong miếu đúng không? Đúng trong vậy. Chùa. Rồi hôm nay tôi cúng kiến đây rồi, tôi cầu cô nghe gì mà cô lại? Tôi nghe, tôi ở gần đây, tôi đợi chú hổm dài rồi. Đợi mấy ngày rồi? Tôi không thấy chú, hôm nay tôi nghe chú cầu tôi ra đây liền. Ngày hôm nay tôi tính ra nhưng mà nước quá rồi, tôi đi vô, đi về. Tôi ra đây sợ nước linh láng mà da nó ở trên bờ nó lôi tôi phản ứng không kịp. Mấy con này nó quậy lắm chú ơi. Hồi hôm nó hút nó lên đây nó quậy dữ lắm luôn, tôi trốn nó không. Rồi gần đây nó có kéo ai không? Tôi nghe nói mấy cái cầu lần kia bị nó nhấn chìm hoài luôn á, nó nhấn chìm người ta, nó khiến người ta lôi, nó khiến người ta nhảy cầu rồi đó. Rồi có những người mà họ bị bệnh thần kinh yếu á, rồi nó nhập vô nó làm cho người ta phóng dưới sông chết hổng gầy, là nói chung là bên báo chí là họ quay đưa lên những cái vong hồn mà những xét mà không rõ nguồn gốc á, đưa lên truyền hình không gài á. Hai con được kích mày như mày đó, con né hoàng quanh nha, nó lôi con luôn á đó, thấy không? Cô đứng đi, có tôi mà, cô đừng sợ. Chỗ một cái chết queo nó bây giờ nè, thấy giữ thiền bát nhã đây người ta không làm khó làm dễ hung dữ, tại vì tôi đâu có biết nó là mối liên quan như thế nào với chiếc thiền bát nhã này đâu, cô biết không? Hai con này nó ở đây lâu lắm rồi, tôi cũng biết chú ơi. Vậy hả? Chiếc thiền bát nhã này là nó bị chìm ở đây, là theo tôi hỏi dân địa phương đây á, những người lớn tuổi họ nói là có trên 100 năm. Như vậy là chiếc thuyền này nó dính líu kiểu như ông bà của hai con ma gia này trước kia đã bơi ngang sông này bị chìm, rồi có thể là nó bị ma gia chìm luôn, ma gia nhấn chìm nó luôn á, rồi bắt đầu nó không đi siêu thoát được, nó cứ quay quẩn ở đây hoài. Thôi theo ta đi về chùa đi. Về chùa, ở đây làm chi? Sao mấy cái năm đó là cô có thấy mặt của thằng này không? Lúc mà cô chạy thuyền á, cô thấy nó làm cử chỉ như thế nào? Nó leo lên thuyền cô, nó nhấn thuyền cô xuống. Nó nhấn ở bên hông hay là ở mũi? Nó nhấn cái mũi thuyền của tôi. Thuyền của cô lúc đó là chở, nghe nói là cô luôn là 4 người đúng không? Thuyền của tôi có 4 người. Rồi 3 người kia giờ đi đâu rồi? Còn dưới sông không? Siêu thoát chưa? 3 người kia siêu thoát hết rồi. Sao hai này nó không chịu đi siêu thoát ta? Hai thằng này nó sống lâu lắm rồi chú ơi, nó muốn thành tinh rồi. Còn cái thằng kia là trước kia tôi giúp đi rồi. Còn hai này nè. Thôi giờ cô nói với nó vài câu rồi cô kêu nó đi về chùa tu đi, tôi giúp cho nó, coi nó chịu không? Chùa tu đi.
người nữa. Đi về chùa đi, chú đó giúp cho đi về chùa. Nghiệp mày nặng lắm rồi. Mình kia hú dưới kìa. Đi về chùa đi, chú đó giúp về chùa. Không chịu về chùa, chú dùng thực chất làm cho nó về chùa đi chú. Kia lên luôn đi. Hai thằng lên tao giúp cho luôn nè. Nào trời. Kia nó giữ chiếc thuyền bên các bạn. Trời ơi, chiếc thuyền ở đó ai mà lấy đâu mà giữ. Có hổm tôi lại tôi coi thôi chứ đâu có lấy gì làm gì. Lên đây nè, ai da. Lên nè. Lên đây nè. Lên đây nè. Lên nè. Tôi chờ nó đó. Tập đầu chảy máu thành sông bây giờ. Lên đây. Không có gì đâu mà dòm. Lên đây nè. Nè ta nè. Này. Hôm nay mình có cây đâu có dám làm gì mình các bạn. Hôm nay ta gõ một cái là tét. Máu mà nó chảy từ trên bờ này mà nó chảy xuống ướt sông luôn. Lên đây. Mày mà làm hại chú đó, tao đi kêu mẹ Quan Âm là mày biết. Đâu sợ đâu, đâu biết mẹ Quan Âm. Rồi, bể đầu rồi. Mà rồi, rồi, no rồi. No, no. Rồi, tét đầu rồi các bạn. Mày chết. Đây. Chết. Đổ máu rồi. Lại đây. Lại đây. Thủ vỏ này là vỏ bánh mà da mà. Mày ngon mà lại đây. Chú đợi đi, tôi đi kêu mẹ Quan Âm lại giúp chú. Nó không có sợ mày Quan Âm đâu. Lên nè. No mẹ. Lên đây. Rồi cái thằng Maya kia nó mất tiêu rồi. Còn mình mày no rồi. Để xuống. Lên đây. Nay có hai cây luôn nè con. Lại đây con. Ôi cô gái kia đi kêu mẹ Quan Âm rồi, ngồi là mày no. Quậy phá quá trời các bạn đó, thấy không? Đây. Ui, có cây nữa trời. Mà da này ghê vậy ta. Ở đây. No. No mày ơi. Quớ hả? Rồi vô tình mày đưa tao đâu cái cây này. Mày tới số. Ừ. Ghê rồi. Ôi. Mà da này có cây thiệt tay. Nó thủ các bạn. Cây nhọn tin luôn á. Đó. Cây đâu đây quá trời vậy. Ở đây nè. Đây. Ui.
Ôi tét cái đầu nó rồi các bạn. Đâu rồi? Nhìn nè. Nó mày. Rồi. Nó chết luôn các bạn ơi. Hồi máu đầy xong luôn rồi. Mày no mày rồi. Ở đâu ta? Mình cúng bánh cho nó ăn mà nó không ăn bằng cái dĩa bình thường, nó đem cái tô mũ lại các bạn. Trời ơi khổ ghê thật chứ. Mà mình cảm thấy nó ăn bánh cũng nhiều nè, hay là đốt ta? Chắc nó đốt quá các bạn. Rồi ăn mày đâu rồi? Làm vậy? Trời ơi lẹ thiệt. Hồi nãy nó mới gọt qua đây nè các bạn. Giờ di chuyển vào cái ao này mới ghê chứ. Để mình dẹp đằng cây các bạn. Thôi lên đi. Ta giúp cho đi về chùa ngang kinh Phật theo cái thằng Ma Gia bỏ hổm. Mình ở đây lâu quá nó không có tốt. Cứng đầu quá các bạn ơi. Hồi nãy nó mới lọt đó. Nó ngồi đây nè. Nó đang đột kích mình. Con Ma Gia này ghê lắm. Còn cái thằng Ma Gia kia hiện giờ nó đang giữ chiếc thuyền bệnh các bạn. Lên nè. Kêu cái thằng Ma Gia kia lên luôn. Tao giúp lượt. Ê. Kêu kia lên, tao giúp lượt đi về chùa nghe kinh Phật. Chứ ở đây lạnh lẽo lắm. Nha. Em nữa. Tao thấy kìa, nằm kìa. Lên đây. Lên nè. Nè để mình quay cái mặt cận cảnh cho các bạn xem nha. Hồi nãy mình mới gõ vô độc nó một cái. Đâu trời. Ôi trời. Các bạn coi lội à. Nó bò coi coi luôn á. Trời ơi trời. Muốn đứt tim với cái con Ma Gia này thiệt chứ. Nó ẩn rồi. Quanh kia. Kiếm đồ cúng tiếp các bạn. Trời ơi hồi nãy ta cho ăn không chịu ăn. Giờ lại đó hưởng đồ cúng bị muộn nữa. Nó ăn chưa no. Đang lấy bánh. Quá trời luôn. Rồi đem về ăn đi. Theo ta về chùa ha. Nó có cây nữa các bạn. Đó. Trời ơi, trời banh này mới ghê chứ. Ma Gia này biết chơi banh nữa ta.
để mình coi thật kỹ coi nó còn ở đây hay không nha cả nhà. Đêm ngủ vậy hả? À? Ừ đồ quá ta. Thôi theo ta đi về chùa nghe kinh Phật đi. Ở đây làm gì đâu có ích lợi gì đâu. Ha. Chịu không? Đây. Kêu kia lên luôn. Nhìn cái mặt của nó nổi cục thiệt các bạn. Đâu mất tiêu rồi trời. Mới gọng đây nè các bạn. Mày hả bởi. Tao mà bỏ cái bọc này ra là mày sẽ chết. Trời ơi. Lội kêu bằng kinh khủng luôn á. Rất là lẹ luôn á. Trời trời. Vừa quay mà vừa cầm cái bọc này. Nhím xíu đỏ không kịp các bạn. Khổ thật. Lợn nước rồi. Nãy giờ ở trên bờ. Giờ xuống nước rồi. Không về chùa thôi ta về à. Ta bỏ cho hai vong ma da của nhà ngươi ở đây là làm ma da kêu bằng là suốt mùa thu luôn á. Suốt cuộc đời luôn á. Mình không có đi siêu thoát được hiểu không? Lồi rồi. Không lẽ ban ngày là nó ở ngã ba bờ sông ta. Rồi ban đêm nó đi vô trong kinh này các bạn. Vô đây nó có thể nó kiếm cá nè. Thì ok cả nhà ơi. Bây giờ mình đuối quá. Bây giờ về thôi. Hồi nãy có cô gái cháu của mẹ Quan Âm. Cổ hay mình cúng á. Rồi cổ ra cổ chứng kiến. Cổ nói con ma da mà hồi nãy giờ nó giật mình đó các bạn. Là cách nay 20 năm trước kéo cổ. Rồi lúc đó là cô chưa có chồng nữa. Rồi nếu mà không bị con ma da này nó kéo á, là cô hôm nay có chồng cũng trên 40 rồi. Cũng có con có kiến đồ. Rồi bây giờ cô phải làm con linh. Nhưng mà hên cái là cô có căn tu thành ra được và mẹ Quan Âm rước về núi ngự các bạn. Thì hôm nay mình đến đây. Mình phiên họ nhưng mà nó rất là cứng đầu luôn. Vậy thôi mình về nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà.